Chào các bạn. Hôm nay hai chú cháu mình sẽ đi bắn gà. À, sau lưng có mấy con ngan, bắn con ngan. Đây, để cho các bạn thấy. Đây chính là bộ cung tên mà cháu mình mới làm xong này các bạn. Đây các bạn thấy không? Thấy đã chưa? Đó, bộ cung tên rất là chuyên nghiệp. Bộ cung này bắn thì chắc con nào chết con đó, đúng không? Cắm này coi. Để chú mượn tên coi. Ở đây các bạn. Đây chính là cái tên mà cháu mình tự làm. Thấy ghê gớm không? Đó, tên nha. Tên này, ủa cây này bằng cái gì đây cu tút? Tên này mang ra đây. Trời ơi. Đây chính là tên được làm từ cái chổi quét này đây các bạn. Đây, một sự sáng tạo vô cùng khủng khiếp đúng không? Đây chính là tên, đây là mũi tên. Còn đây là đuôi tên. Và tên này được sản xuất từ cây chổi quét nhà của mẹ nó đó. Nó bẻ nó làm đó. Chút chiều nay mẹ về mẹ xử mẹ cho coi. Rồi, ok. Bây giờ đi bắn gà. Đi. Đây, của con đây. Cầm lấy. Chưa. Phải bắn chúng cái này nha. Bắn chúng cái nồi nè. Đừng bắn chúng chú là được rồi. Để chú đi ra đó. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Bắn đi. Bắn. Ách chà, trúng luôn. ghê các bạn. Bắn chính xác. Bắn trúng hồng tâm luôn đấy. Kêu cái pong. Đây, thợ săn chuyên nghiệp. Tới gần nó đi. Nó núp trong đó bắn được không? Chưa. Bay tè le rồi còn đâu nữa. Hả? Bắn. Thợ săn ngan đây. Ngan ăn vịt đây. Bắn chính xác nha. Bắn chuẩn nha. Được không? Không được à? Thất bại rồi hả? Chạy rồi, tìm được tên chưa? Đây các bạn, thấy cháu mình không? Đang ngắm một con ngan ở trong chuồng. Rất là lợi hại, rất là chăm chú. Nhắm chính xác nha. Bắn không được là tối không có gì ăn rồi đấy. Nhớ đó. Sao chết không? Không. Hả? Không. Không chết hả? Vô coi chết không? Sao hả? Sợ hả? Nó ăn mất tên của con rồi hả? Hả? Nó ăn mất tên của Tút rồi đúng không? Úi dồi ôi. Tên đâu rồi? Chắc nó gặm luôn tên rồi đúng không? Ôi. Bắn luôn. Ủa, sao tên gì mà bắn mà nó nảy cái tên ra vậy? Ôi. Ôi được rồi. Con làm náo động cái chuồng gà rồi.
Ôi. Rồi.